xuất hiện tại Việt Nam với vẻ ngoài giống hệt, giống như mọi năm. Thời điểm trước khi iPhone mới ra mắt vào tháng 9 luôn là lúc mà các tin đồn về mẫu điện thoại này rộ lên nhiều nhất. Đó cũng là khoảng thời gian thích hợp cho sự xuất hiện của những chiếc iPhone mới bản phết, với phần vỏ ngoài giống hệt như mẫu điện thoại chuẩn bị được cho ra mắt của Apple. Năm nay, một chiếc điện thoại như vậy đã sớm xuất hiện tại thị trường Việt Nam, trước tận 2 tháng so với thời điểm mà iPhone 11 sẽ được cho ra mắt. Chiếc iPhone 11 phết này được đặt về Việt Nam từ Trung Quốc bởi một người yêu thích các sản phẩm công nghệ để sở hữu nó, chủ nhân của máy đã phải bỏ ra số tiền khoảng gần 3 triệu đồng. Nhìn bề ngoài, có thể thấy chiếc iPhone 11 Plus không khác gì so với trí tưởng tượng của các fan về mẫu điện thoại của Apple. Đó là sự xuất hiện cụm camera dạng vuông, với ba thấu kính đan sen và được thiết kế lồi. Đây cũng là chi tiết nổi bật nhất trong số những tin đồn liên quan đến iPhone 11. Bên cạnh đó, máy cũng sử dụng cổng kết nối USB Type-C giống với một số đồn đoán về mẫu iPhone của năm 2019. Có thể thấy, dù là một chiếc điện thoại fake, nhà sản xuất cũng rất chăm chút đến từng chi tiết sao cho máy giống thật nhất có thể. Đó là sự xuất hiện của logo táo khuyết cùng dòng chữ iPhone ở mặt sau. Phần giao diện của máy cũng được nhái lại không khác gì so với hệ điều hành iOS. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ bị đánh lừa bởi cả mặt ngoài và mặt trong của máy không khác gì một chiếc iPhone cả. Tuy vậy, khi đi sâu vào chi tiết, người ta có thể dễ dàng nhận ra đây chắc chắn không phải là một mẫu điện thoại được sản xuất bởi Apple. Chi tiết dễ nhận thấy nhất là phần viền màn hình của máy khá dày dù chúng sợ hữu thiết kế tai thỏ như thật. Ngoài ra, cụm ba camera lồi của máy thực ra chỉ có một chiếc hoạt động trong khi hai ống kính còn lại chỉ có tác dụng làm màu. Người dùng cũng có thể phân biệt hàng xịn và hàng phết dựa trên cảm quan về sự hoàn thiện của máy, dù không phải hàng thật. Tuy vậy chiếc iPhone 11 phết cũng đã giúp chúng ta có được một cái nhìn trực quan về mẫu điện thoại tiếp theo của Apple. Tất nhiên, do chỉ được thiết kế dựa trên những tin đồn, iPhone 11 phết có thể khác rất xa so với chiếc iPhone 11 phiên bản ngoài đời thực.